Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly. Họ tuy là có những nét tương đồng nhưng lại khiến cho lịch sử dân tộc đi vào những bước quỹ đạo khác nhau. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt đó? Ngày hôm nay hãy cùng với Thanh Hiền và Kiên Sử Việt chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu thông qua video dưới đây nhé. Nhưng mà trước khi chúng ta xem video thì Thanh Hiền xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ dành cho Kiên Sử Việt một nút đăng ký kênh để trở thành một trong số những người nhận những video mới nhất, hot nhất của kênh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video thôi. Trước hết, họ cùng là ngoại, thích đoạt ngôi tiền triều. Theo nghiên cứu mới đây, Trần Thủ Độ là con của Trần Quả, người là em của Trần Lý. Trần Lý là người có công phò nhà Lý trong lúc loạn lạc. Sau anh em Trần Thừa, Trần Tự Khánh, con của Trần Lý và là anh ruột của Hoàng hậu Trần Thị Dung, là người lãnh đạo gia tộc họ Trần chiến đấu bảo vệ vương triều Lý và dần nắm giữ vai trò như một nhiếp chính vương. Sau khi Trần Tự Khánh mất năm 1223, thì Trần Thừa trọng dụng người em họ Trần Thủ Độ, người nắm giữ hết binh quyền thời đó. Sử chép, tháng 12 năm 1223, Trần Tự Khánh mất, dùng anh Hoàng hậu là Trần Thừa làm phụ quốc thái úy, sát thân năm thứ 14 năm 1224. Tháng 10 trở về sau là triều Lý triều Hoàng, niên hiệu Thiên Trường Hữu Đạo thứ nhất, Tống, năm Gia Định thứ 17. Dùng em họ của Hoàng hậu là Trần Thủ Độ làm điện tiền chỉ huy sứ. Chiêu Hoàng mới lên ngôi, Thái hậu Trần Thị cùng với em họ là Trần Thủ Độ ngày đêm bàn bạc mưu tính, xuống chiếu tuyển lựa con em các quan trong ngoài, xung làm nội sắc dịch thay phiên lên hầu. Thủ Độ thì tự nắm giữ các việc quân sự trong triều và ngoài lộ, dùng cháu họ là Trần Bất Cập làm cận thị tự lục cục tri hậu, Trần Thiêm làm tri hậu cục, Trần Cảnh làm chính thủ. Và chỉ chưa đầy 2 năm sau, đến năm 1226, thì Trần Cảnh lên ngôi, tức Trần Thái Tông. Như vậy, chỉ sau 3 năm cầm binh quyền thay Trần Tự Khánh, thì Trần Thủ Độ đã thúc đẩy xong cuộc chuyển giao vương triều từ Lý sang Trần. Khâm Định Việt Sử Cương Mục Thông Giám ghi nhận, Thủ Độ là chú họ nhà vua, nhà Trần lấy được thiên hạ đều do mưu mô của Thủ Độ. Khi nhà vua mới được Chiêu Hoàng truyền ngôi cho, đã phong Thủ Độ làm quốc thượng phụ, giữ việc cai trị thiên hạ. Đến đây lại hạ lệnh phong làm thái sư. Binh quyền của Trần Thủ Độ lớn đến mức trong những năm đầu nhà Trần, người có uy quyền lớn nhất không phải Thái Thượng Hoàng Trần Thừa hay vua Trần Thái Tông mà chính là Trần Thủ Độ. Việc đầu tiên mà Trần Thái Tông làm khi lên ngôi là phong Trần Thủ Độ làm thái sư, giữ tất cả việc hành quân đánh dẹp trong nước và phải mấy tháng sau mới suy tôn bố đẻ là Thừa làm Thượng Hoàng, mẹ là Lê Thị làm Quốc Thánh Hoàng Thái Hậu. Cầm trong tay binh quyền như thế thì việc Trần Thủ Độ tìm cách tự mình lên ngôi thực là điều dễ dàng. Nhưng trên thực tế, Trần Thủ Độ chưa bao giờ có bụng cướp ngôi vua dành cho mình hay hậu duệ trực tiếp của mình. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhận xét, Thủ Độ tuy không có học vấn nhưng tài lược hơn người, làm quan triều Lý được mọi người suy tôn, Thái Tông lấy được thiên hạ đều như mưu sức của ông cả. Vì thế, ông được nhà nước dựa cậy, quyền át cả vua. Bấy giờ, có kẻ đàn học ông và gặp Thái Tông khóc mà nói rằng: "Đệ hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ quyền át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra sao?" Thái Tông lập tức lệnh xe ngự đến dinh Thủ Độ, bắt cả người đàn học ấy đem theo và nói hết những lời người ấy nói cho Thủ Độ biết. Thủ Độ trả lời: "Đúng như những lời hắn nói", rồi lấy ngay tiền lụa thưởng cho người ấy. Có một điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng, mặc dù nắm trong tay mình quyền cao chức trọng hay là hô mưa gọi gió dưới vương triều nhà Trần, thế nhưng Trần Thủ Độ luôn là một người không bao giờ giành ngôi vị vua và dành những điều đó về cho hậu duệ của mình. Và mặc dù điều đó có thể xảy ra trong khả năng của mình để biến những điều đó thành hiện thực. Và đây là một điều khá là hiếm có và đây cũng là một điểm cốt lõi để xây dựng nên một nhà Trần hùng mạnh. Nếu Thủ Độ muốn biến Thái Tông thành vua Bùi Nhìn thì rất dễ, nhưng ông không bao giờ làm vậy kể cả khi có cơ hội rõ ràng. Có lần, Thái Tông chán nản vì bị ép lấy công chúa Thuận Thiên, đang là vợ của người anh Trần Liễu, nên ban đêm ra khỏi kinh thành đến chỗ quốc sư Phù Vân. Quốc sư là bạn cũ của Thái Tông, ở trên núi Yên Tử rồi ở lại đó. Hôm sau, Thủ Độ dẫn các quan đến mời vua trở về kinh sư. Vua nói, vì trẫm non trẻ, chưa cáng đáng nổi sứ mạng nặng nề, phụ hoàng lại vội lìa bỏ, sớm mất chỗ trông cậy, nên không dám giữ ngôi vua mà làm nhục xã tắc. Thủ Độ cố nài xin nhiều lần vẫn chưa được vua nghe, mới bảo mọi người rằng gia giá ở đâu tức là triều đình ở đó. Thế rồi Thủ Độ cấm nêu trong núi, chỗ này là điện Thiên An, chỗ kia là các đoàn minh,
sai người xây dựng. Quốc sư nghe thấy thế, bèn tâu rằng: "Bệ hạ nên gấp quay ra giá trở về, chớ để làm hại núi rừng của đệ tư." Hay lòng trung rõ nhất của Trần Thủ Độ thể hiện qua câu "chỉ là chó săn của nhà Thái Tông". Ấy là khi Trần Liễu mất vợ, giấy binh làm loạn ở sông Cái. Được 2 tuần, Trần Liễu tự lượng thế cô, khó lòng đối lập được, ngầm đi thuyền độc mộc, giả làm người đánh cá, đến chỗ vua Sinh Hàng. Thủ Độ thấy thế, vội vàng rút gươm, huy động quân đến vây thuyền rồng và quát: "Giết chết tên giặc Liễu!" Thấy thế, vua lấy thân hình ra che và phân trần: "Phụng Càn Vương." Phụng Càn là tên hiệu cũ của Liễu hồi còn nhà Lý, đến hàng đầy. Thủ Độ tức lắm, ném gương xuống sông: "Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em các người thuận nghịch thế nào." Vua nói giải hòa rồi bảo Thủ Độ rút quân về. Vì xã tắc nhà Trần, sau đó Trần Thủ Độ vẫn mở đường trọng dụng con trai của Trần Liễu là Trần Quốc Tuấn nắm giữ binh quyền. Xét xử sau, hầu như không nhắc gì đến con cháu của Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ có thể là quyền thần nhà Lý, nhưng ông là khai quốc công thần nhà Trần. Tấm lòng trung thành của ông với người cháu họ Trần Thái Tông không có gì phải bàn cãi. Trần Trọng Kim đánh giá trong Việt Nam Sử Lược: "Thủ Độ là người rất gian ác đối với nhà Lý, nhưng lại là một người đại công thần của nhà Trần." Hồ Quý Ly hơn Trần Thủ Độ ở học vấn, nhiều chữ nghĩa, nhưng cách mà Hồ Quý Ly dùng để cướp ngôi nhà Trần cũng thủ đoạn tương tự. Khi nắm trong tay quyền lực, cài đặt hết thân tính vào triều đình, thì Hồ Quý Ly cũng ép vua cũ đi tu, ép vua mới phải nhường ngôi. Nếu Thủ Độ ép vua Lý Huệ Tông đi tu ở chùa Chân Giáo, thì Hồ Quý Ly ép vua Trần Thuận Tông đi tu ở đạo quán Ngọc Thanh. Sau để tránh hậu họa, cả Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly đều tận sát các cựu hoàng. Và nếu Trần Thủ Độ tìm cách ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Thái Tông, thì Hồ Quý Ly ép cháu ngoại là Trần Thiếu Đế nhường ngôi cho mình. Điểm khắc cốt lõi của Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly trong vở kịch chính trị là Trần Thủ Độ không vơ ngai vàng về mình, còn Hồ Quý Ly dù ngoài 60 vẫn phải ngồi lên ngai vàng thì mới thỏa tâm nguyện, trước khi nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương. Lấy lăng kính của thời phong kiến mà soi, thì người nhà Lý coi Trần Thủ Độ như dạng Tào Tháo hay Tư Mã Ý, còn người nhà Trần lại nhìn Thủ Độ giống như Chu Công, Hoắc Quang, tấm gương điển hình về phó tá vua nhỏ thời đầu Tây Chu và Tây Hán. Riêng với Hồ Quý Ly, nhìn đi nhìn lại thì đều giống như Vương Mãng cuối thời Tây Hán mà thôi. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa xem xong video và đã biết được sự khác nhau giữa Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly được không nào? Và ở phía trước còn rất là nhiều những điều vô cùng thú vị và hấp dẫn đang chờ đợi tất cả các bạn nữa. Cho nên là đừng quên dành cho Ghiền Sử Việt một nút like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo ở phía bên cạnh để trở thành một trong số những người nhận những video mới nhất, hot nhất và ý nghĩa của các anh nhé. Và các bạn thân mến, các bạn còn suy nghĩ thế nào về chủ đề ngày hôm nay? Đừng quên để lại bằng một bình luận ở phía dưới cho Thanh Hiền cũng như Ghiền Sử Việt được biết với nhá. Còn bây giờ thì Thanh Hiền xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.